Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: tâm vốn vô trụ, không dính mắc bất cứ thứ gì. Mà bên Thiền Tông lại nói tâm là tim. Xin hỏi cho dùm ý hai cái câu đó, hai cái chữ đó. Chứ bây giờ đó, ngày xưa đó, người ta dịch chữ chữ tánh Phật đó là cái biết. Nha, mà trong tánh Phật nó có chữ tri là chữ biết. Mà bây giờ cái người Trung Hoa đó, họ nói biết là do cái tim phát ra, đập cái tim đập. Bởi vì người Trung Hoa Lão Tử nó ăn cái chữ tâm, chữ tim này là do cái ông Lão Tử. Ông Lão Tử nếu mà trái tim không bóp á, vật lý nó không bóp thì nó không phát ra được cái công dụng. Vì thế mà ông cho trái tim là biết, trái tâm, ông gọi là tâm, mình là gọi tim. Bây giờ mới giải mã ra đó. Giống như bây giờ cái máy vi tính này nè, nó hiện hình hoặc là nó nói tiếng á, nếu không có điện thì nó không làm được. Vì thế mà cái điện nó phát ra thì cái này nó mới phát được. Vì thế á, mà cái ông Lão Tử á, ông nói cái tim là cái biết. À, ông lấy cái đầu. Còn thật nói á, cái mà biết á, thì nó lấy của cái tánh Phật. Nó nằm ở trong cái công cụ của cái trái tim. Tánh Phật muốn sử dụng cái thân người này thì nó phải bóp bằng trái tim, tánh Phật mới nói được. Đó, vì nó lằng nhằng giữa cái trái này. Vì thế mà thôi giờ nói tâm, nói tim thì cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng Thiền Tông nó phân tích á, cái mà biết á, thì trái tim phải hoạt động thì cái miệng nó mới la. Ha. Còn bây giờ trái tim nó hoạt động thì cái miệng làm sao nó la. Thành ra nói gì cũng đúng. Nhưng mà nói đúng ra đó, cái biết là do cái tri của con người. Mà tri con người muốn phát ra thì phải do cái tim. Nó đồng, nó tương tác ra mới phát ra được cái này. Vì thế mà Lão Tử bảo là cái tâm là biết. Nếu không sai, nhưng mà nó ở cái lớp đầu. Còn cái biết mà bên Thiền Tông nó nói là tánh Phật. Thì bây giờ nếu tánh Phật mà không có trái tim thì nó cũng không nói được. À, vì nó vào thế giới vật lý mà. Thành ra cái tánh Phật, cái bên Thiền Tông nó phân tích là phân tích cái gốc. Còn bên kia Lão Tử nó phân tích được cái cơ chế vật lý. Giống như chiếc xe mình bóp kèn, không có điện không bóp được, nhưng mà cái dynamo nó quay điện, nó phát ra điện thì bóp kèn mới được. Thì hai cái này nó tương tác. Bây giờ hỏi chiếc kèn kêu hay là điện kêu, giờ hỏi đi. Nếu mà hỏi kèn kêu hay điện kêu, giờ hỏi chứ cái tâm biết hay là cái tánh Phật biết, suy nghĩ đi. Hai cái này giải thích không được, phải tương tác. Nếu mà chính xác chúng thì nói là tánh Phật biết nhờ trợ giúp tim, nhờ có điện nó la lên. Đó, mình hiểu vậy thì bây giờ ai nói cũng đúng hết chứ không phải sai. Nhưng mà để mình phân tích ra đúng nhất là cái tri của tánh Phật biết là cái biết á. Còn nếu mà nói tương tác thì nói về tổng thể con người biết, tim bóp thì con người mới hoạt động, múa tay múa chân nói được, mới la được, mới biết được. À, có nghĩa là có điện, cái tim nó bóp một cái là tất cả trong mấy thứ con người nó hoạt động được hết. Thì ông Lão Tử cho ông nói là xếp là tim là tâm. Đó, ông nói xếp vậy thôi. Nhưng mà khi mà Quyền Ký ra đời rồi nó phân tích vậy thôi. Quyền Ký ra đời để phân tích rồi, còn cái chuyện ai tin sao tin. Nó đúng, tin cái gì cũng đúng hết chứ không phải không đúng. Nhưng mà đúng chính xác nhất là tánh Phật thấy nghe nói biết là cái chỗ đó đó. Nhưng mà đã vô mượn thân người là anh phải đi theo cơ chế vật lý, tim hoạt động thì anh mới biết được. Và không biết là kể như anh đi ra làm trung ấm thân thôi đó. Trung ấm thân chỉ có thế giới hữu vô hình biết thôi, còn hữu hình nó không biết. Vì thế mình sống ở đây gọi là sống bằng thế giới hữu hình thì phải đúng bằng hữu hình. Rồi hả Tế Vi? Bây giờ cái phần này nói đúng ra người ta giải thích nó nhiều. Bây giờ cái tánh Phật nó vô chân con người nó ở đâu? Nó nằm ở trung tâm não bộ. Rồi từ đó nó mới chi phối, nó là một nguyên tử sáng. Thành ra nó chi phối toàn bộ cơ thể người ta. Đó. Rồi ai nói tâm thấy cũng đúng, mà ai nói tánh thấy cũng đúng. Tâm thấy là sao? Tâm thấy, cái tâm mà nó hoạt động thì cái tánh thấy nó mới thấy được. Còn nếu mà cái tâm mà nó không hoạt động, cái tim mà không hoạt động á, giống như bây giờ, thí dụ cái bóng đèn trắng nó sáng ra đi, trắng vàng đỏ xanh nó sáng, nhưng mà do cái máy phát điện nó quay nó mới ra điện,
Còn cái tim nó, cái tim mà nó động á, nó mới phát ra cái lực sống, thành ra cái con mắt mới thấy, thấy mà nó xuyên qua là cái gốc của nó thấy là gì, là tánh Phật thấy, nó xuyên qua tánh người thấy. Mà tánh người này, trong này nó có lớp nghiệp, nếu mà nó xuyên qua tánh người mà lớp nghiệp dày thì nó thấy khác, lớp người mà xuyên qua lớp nghiệp mỏng nó thấy khác, nó vậy. Đó, thành ra ai muốn tâm thấy, tánh thấy cũng đúng hết chứ vậy. Nếu mà nó tánh thấy thì nói về cái gốc, còn tâm thấy là nói về cái cơ chế hoạt động. Nếu tim thấy là gọi là cơ chế hoạt động. Rồi con hỏi tiếp đi. Kể như hình thành tánh, tánh của con là cái gì nó cũng nói cho rõ ràng. Thân con cũng vậy. Tại sao con đẹp, con xấu, con này kia nào, nó cũng giải thích cho con biết. Lý hỏi cái tánh người từ đâu có, không ai biết. Bây giờ hồi xưa mà chưa có điện, hỏi chứ cái điện từ đâu có, không ai biết. Giờ người ta biết là chứng minh hai cái dynamo nó quay, nó phát ra điện, có vậy thôi. Nó dùng nước, nó quay chạy, rồi nó dùng dầu để nó kéo dynamo, thấy không? Thì nó ra điện. Thì cái này nó giải thích bằng khoa học. Thì cái tánh người của con nó phát ra, nó hình thành để nó phát ra 16 thứ tánh người. Đây là rất khoa học. Còn cái thân con là gì? Do tinh cha nõn mẹ cuốn hút. Mà cái gì cuốn hút? Là do điện từ âm dương nó hút. Nó hút ra, nó quay rồi mới nó thành là cái cuốn hút này, thành cái tánh của con. Và tánh của con cái đầu tiên đó, vô đây thì rất thiện, không biết cái gì gọi là nhân chi sơ bản thiện, mà vô đây qua một đời người rồi tạo nghiệp, rồi bắt đầu nó hết tiện bản thiện nè, nó theo cái nghiệp thì nó hết bản thiện. Ta giải thích rất rõ ràng, chứ không có gì hết. Từ con người dẫn dẫn ra, kể cả cái trái đất chừng nào chết nó cũng biết luôn. Dạ. Còn có hai câu đối, thì một câu á là tâm thanh tịnh không tỳ không bợn. Cái này là nói thiệt, ông tưởng ra cái tâm thanh tịnh là tâm gì. Tôi nói là cái tâm là cái tim, làm sao bắt nó thanh tịnh? Nó thanh tịnh rồi đứng luôn á, rồi làm sao con sống được? Mà giờ nếu mà cái tâm là cái hiểu biết, cái hiểu biết mà nó đứng lại con cũng chết. Đã nguyên tắc thế giới vật lý này là động, thế giới vật lý là thế giới động, không có cách nào mà cho nó thanh tịnh được hết. Nên nhớ vì thế người ta sai lầm mới biết là đi tu đạo Phật là ép cho tâm thanh tịnh, hoàn toàn không hiểu, không hiểu cái công thức tu của cái đạo Phật. Vì thế mà mới tưởng tượng tu kêu bằng tâm để cho tâm thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Nếu tâm theo người Trung Quốc người ta là tim, cho nó thanh tịnh được không? Nó đang đập ào ào mà là cho nó thanh tịnh được không? Còn nếu mà cái suy nghĩ của con người cho là tâm đi, cho nó dừng lại là nó chết liền, giống chiếc xe hơi vậy. Con nên nhớ rằng nó phải chạy, nó chạy kêu bằng chạy im hoặc chạy rồ mạnh thôi, nó dừng lại là nó chết. Tại người ta tu đạo Phật người ta không hiểu, rồi người ta bày ra cái này đại kia. Bởi vì bày ra cái này kia là dối, với những người mà không hiểu thì người ta khen, chứ cái người ta hiểu thì chê. Nguyên tắc nó là vậy. Cái câu đó còn gì con hỏi tiếp đi. Viên Vũ là người giác ngộ, theo con nghĩ là vậy. Thì Viên Vũ chỉ cho con biết cái tâm của con nó nằm đâu. Thật ra là con cái tâm con nằm đâu hết đó. Chỉ cái tâm nằm đâu chứ. Dạ. Con có đọc cái ấy chưa? Đọc hết cái quyển sách này chưa? Con đọc quyển số 10 con thấy cũng khá hay. Ở trong đó nó có chỉ tâm đó chứ. Tâm là cái gì? Dạ con không biết. Trời, chưa, vậy là chưa đọc hết. Tâm là tim. Dạ. Người Trung Quốc gọi là tâm, mình gọi là tim. Chứ tâm ở đâu? Bây giờ mình hiểu nè. Con người mình tứ đại nó gom lại hình thành ra một cái con người. Mà điện từ quang nó cuốn để nó kéo cái thân mình tồn tại lại được. Thì đất nước gió lửa nó tạo thành cái tuần hoàn cái mà trung tâm để mà điều khiển tuần hoàn là cái gì? Là cái tim. Người Trung Quốc gọi là tâm, mình gọi là tim. Dạ thưa Duy Vũ, trái tim không có nhìn thấy được, không có cảm nhận được. Con muốn cái cảm nhận của con á. Cảm nhận cái tâm á hả? Dạ, muốn thấy cái tâm. Ta nói là cái tâm là duyên hợp với vật lý cảm nhận. Thì bây giờ con muốn nghe cái gì? Con muốn Duy Vũ chỉ cho con biết cái tâm của con nằm đâu để con đi tu thiền chứ không gì. Vậy thì con về đọc lại 10 quyển sách đi.
Cái chuyện không có mà con biểu chỉ là sao chỉ? Trong quyển sách có nói là con muốn biết cái nhịp, cái tim của con đập thì con phải hiểu được cái điện từ âm dương nó kéo. Nó kéo nó lên tắc bùm là cái đường dòng dòng đi của nó đó. Ha. Còn muốn mà nghe mà nó được đó, thì mua cái máy mà gọi là đo huyết áp của mấy bác sĩ đặt vô nó nghe. Đó, tôi nói là cái tâm là cái tim, người Việt Nam mình tim, còn người Tàu nói là tâm, Trung Quốc là tim. Gọi là mình nó gọi là tim gan tỳ phế thận, người Trung Quốc gọi là tâm can tỳ phế thận không. Chứ còn cái hỏi cái chuyện mà Thiền Tông không có chấp nhận là cái tâm là của vật lý để nó điều hành cơ thể này. Bây giờ mấy ông thầy giảng đó, nó tưởng là tu tâm, cái tâm là cái gì tao? Thưa viện chủ, khi mà mình mất đi rồi á, thì tim gan tỳ vậy mình đều mất hết, nhưng cái tâm không mất. Ý con muốn hỏi cái tâm là cái chỗ đó, chứ không phải là tim gan tỳ vậy. Con hỏi cái tâm thì được, hỏi cái tánh Phật thì được. Cái tánh Phật tại bây cô chưa đọc hết mấy cái quyển sách. Tánh Phật là cái gì? Thấy, nghe, biết, nói, đó là cái tánh Phật mà nó ở trong thanh tịnh. Nhưng mà nó nhờ cái, nó qua cái vỏ bọc của tánh người thì nó thấy nó xuyên qua tánh người của 16 thứ. Thì nó phải sử dụng 16 thứ của tánh người nó đã quên đi. Vì thế mà con voi trắng 6 ngà nó phải đâm thủng cái này nè. Một cái ngòi, cái ngà nó phải đâm thủng cái này để nó vỡ một cái gọi là cái vô minh. Để nó cái tánh thấy á, nó thấy bằng một cái tánh Phật của mình thì mới đúng là cái kiến tánh, là kiến tánh chỗ đó đó. Con voi trắng 6 ngà làm cho 6 cái được kiến tánh. Chứ còn con bảo là con hỏi giờ lấy tu tâm, tâm gì đâu tu? Tâm là cái tim, là nó hoạt động theo cơ chế của vật lý. Còn cái tánh Phật biết á, trong đó là thấy, nghe, nói, biết là cái tánh Phật. Còn 16 thứ của tánh người nó xen ở giờ nó làm loãng đi để là gì? Rồi nó sanh ra cái ảo giác người ta gọi là 84.000 thứ của trần lao. Hiểu cái chỗ này thì con mới tu Thiền Tông được. Bởi vì nếu mà con giác ngộ thì giác ngộ cái này nè. Còn con mà không giác ngộ này thì con hỏi hoài không ai trả lời được. Nhưng mà con không hiểu được đã cái tim mà tao tu cái gì, cái tâm mà tu cái gì. Mấy tại con đi mấy cái chùa rồi nghe mấy ông thầy vật lý nó tu tâm. Thì con tu tâm tại ổng biết cái tâm là cái gì. Ổng tưởng cái tâm là cái sự sống của mình, không phải. Sự sống của mình đó là do điện từ quang bao phủ cái tánh Phật. Tánh Phật nó có 4 cái là thấy, nghe, nói, biết pháp. Đó là cái sự sống của con người đó ha. Còn mà nó gói trong đó, nó gói trong cái ý. Mà cái ý bị tánh Phật bao lại nữa, cho nó nhiều lớp. Phải đi, phải con phải đọc hết 10 quyển này thì nó hỏi mới biết được. Dạ con cảm ơn vị chủ. Ừ.